Xin chào mọi người. Hôm nay thì bà con mới đi rừng về và mang về được một cái lô mỹ dung dạ hương, phải nói là cực kỳ đẹp luôn mọi người. Lâu lắm rồi mà có về được một cái lô mà lá nó xếp đẹp thẳng tắp như vậy. Ngoài ra còn có những cái dề mà nó xếp đến nỗi thành hình vuông luôn các bác. Rồi, đây mọi người xem. Đấy. Rồi, và ngoài cái cây mỹ dung dạ hương ra thì bà con còn mang về được một cái lô gọi là hạt đỉnh nâu mọi người nhé, hạt đỉnh nâu. Rồi ngoài ra thì còn có lan vạch đỏ nè, rồi hạt vĩ nguyên bản nè, rồi combo kiều vuông, kiều dệt và cẩm báo. Ngoài ra thì còn có trúc phật bà của rừng đắc côi, con tum nữa mọi người nhé. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái lô mỹ dung dạ hương tuyệt đẹp này. Rồi đây mọi người xem, và em sẽ quay lần lượt từng loại thì các bác chị mua loại nào thì cứ liên hệ nhé. Đầu tiên thì giới thiệu ra về mỹ dung dạ hương thì hôm nay là có cả cái dề VIP đây mọi người xem. Cái dề đặc biệt là hình vuông luôn mọi người. Các bác chị thấy cái dề lan rừng nào mà nó xếp đến nỗi mà nó thành hình vuông luôn không? Đây hôm nay có về, bà con hái về đựng dề như vậy nha. Rồi dề này VIP số 1 này giá 250. Mỹ dung dạ hương thì chắc nhiều bác, nhiều anh chị cũng đã từng nghe danh của nó rồi, gọi là đời nhất hương đêm. Cái cây này á, cái lúc hoa nó nở đẹp lắm mọi người, hoa nó màu kiểu màu xanh xanh trắng trắng á, nhìn giống như cô tiên đang mặc váy vậy. Và ban ngày á thì nó hương thơm thoang thoảng thôi, nhưng mà về đêm là coi hương thơm nó đậm lên. Chính vì vậy nó mới gọi là dạ hương mọi người nha. Mỹ dung dạ hương đời nhất hương đêm á. Rồi, đầu tiên thì em có cái dề VIP nhất là cái dề số 1 đây nha. Dề số 1 đây giá 250 mọi người nha. Đây, mọi người xem lá xếp nè. Kinh khủng không? Lần đầu tiên em thấy một cái dề mà đẹp như vậy luôn á. Rồi, dề số 1 đây 250. Tiếp theo là sang những cái dề rẻ hơn nha, loại 150 với 200 cũng có cho anh em sưu tầm. Có cái dề mỹ dung số 2, đây là một cái dề cực kỳ khủng, ba dành cho bác chị nào chúng ta muốn sưu tầm nguyên một cái dề bự. Đây mọi người nhìn em cầm trên tay nè, nó to dã man chưa, đếm rất là nhiều thân mọi người nhé. Đấy, đây bỏ bên dưới nè. Wow, nhìn cái chân em nè. Cây nè, wow, lá nè, có những cái cây mà nó xếp kinh khủng chưa. Rồi, và nó mọc thành nguyên một bụi nhé, tức là đây bà con người ta hái được một cái bụi ở trên cái cây cổ thụ nè, nó to lắm. Wow. Rồi cái bụi siêu khủng này, siêu bự này thì có giá là 300 ngàn thôi nhé mọi người. 300 ngàn dành cho các bác chị nào chúng ta thích chơi hàng khủng, muốn mua một cái dề mỹ dung hạ dạ hương hàng rừng cơm tâm mà cái dề bự to khủng như vậy mọi người mua nha. Và giá 300 ngàn. Tiếp theo là em sang cái loại là giá 180 tới 150 mọi người nha. So mỹ dung số 3 này, mỹ dung dạ hương số 3 này, lá xếp mọi người thấy không? Cái này thì nó được 1, 2, 3, 4 dê luôn mọi người. 4 dê luôn. Đây, đẹp chưa? Lá xếp mọi người thẳng tắp luôn ha. Còn những cái cuốn hoa nó ra quả mọi người. Mỹ dung dạ hương thì hoa nó thường nở vào cái tầm dịp tháng 4, tháng 5 mọi người nha. Tháng 5. Lá xanh mướt rất đẹp. Rồi, rồi cái dê này 3, 4 thân luôn. Dê này giá 180 mọi người nha. 180. Số 3, mỹ dung dạ hương số 3 ha. Rồi tiếp theo là em sang về mỹ dung dạ hương số 4. Đây, nhưng mọi người nhìn cái lá xếp phê chưa. Wow nè. Rồi, đây về này cũng xếp nè. Rồi, cái về này thì gồm hai cái thân lá xếp mọi người nha. Giá là 150 ha, 150 cho bán chị sưu tầm. Tiếp theo là em sang mỹ dung dạ hương số 5 mọi người nha. Giá thằng này là 150, thằng này thì cũng xếp nè, đây xếp búp thẳng tắp lên luôn, và nó được 3 thân luôn mọi người, giờ này được 3 thân luôn nha. Tươi rói ha, hàng vừa mới từ rừng về sáng nay. Nay bà con báo về mỹ dung dạ hương mà nói chung là về được cũng được một cái lô lớn mọi người, nhưng mà em lựa ra là được những cái dê đây là đẹp nhất, là quay ưu tiên là quay lên cho anh em xem trước mọi người nha. Đó. Nên là các bác chị có thể thấy là cái dê nào nó đẹp như dê nào vậy. Đây là cái hàng liền gọi là tuyển chọn lọc lựa nhất trong cái lô mỹ dung và hương hàng đẹp về hôm nay mọi người. Rồi, dê số 5 giá là 150. Số 5 nãy ghi nhầm có hai hình số 5 luôn hả không? Thằng này gọi là số 5 nè. Rồi, thằng này 5.1 đi. Rồi, 5.1 nha. 5-1. Được, khỏi nhầm với cái dề này, nãy em ghi quên. Rồi, dề 5-1 đây thì giá là 200 ngàn mọi người nha. Dề này nó to. Nhìn nó chất lượng nha. Nó xếp nè. Đấy. 2 dề hả? Rồi, chủ yếu vẫn là cái dề đây nè. Dề lá xếp đây nè.
đỉnh của chóp luôn. Rồi. Rồi về số 5 gạch 1 đây. Đấy, giá là 200 ngàn mọi người nha, 200 ngàn, nó là dê bự rất khỏe. Đấy. Rồi, hai thân nha. Tiếp theo là sang dê Mỹ Dung và Hương số 6, giá cũng 200 ngàn luôn. Đây, mọi người xem cái dê nó bự mà nó dài, mọc lên cả coi con luôn nè. Đấy. Đây. Đã chưa? Wow, nhìn nè. Thằng này chỉ cần một dê thôi mọi người. Các bác chị chơi một dê mà nó to mà nó dài như vậy. Đó, nó dài mà gấp đôi mấy dê kia. Ừ. Chơi đúng một dê đây là được rồi à. Dê Mỹ Dung số 6 giá 200 ngàn mọi người nhé, 200 ngàn cho siêu phẩm Mỹ Dung số 6, lá xếp cực đẹp luôn à. Rồi, dê Mỹ Dung và Hương số 6 này chỉ có một dê duy nhất đây thôi nha, giá là 200 ngàn mọi người nha, 200 ngàn siêu phẩm số 6. Tiếp theo là sang dê Mỹ Dung và Hương số 7, thằng này thì gồm hai thân nhé mọi người, hai thân lá xếp à. Đây có đó một thân lớn và thân vừa. Đây một thân lá xếp mọi người. Mọi người xem cái số vòi hoa của nó đợt vừa rồi ra hoa nè. Kinh khủng chưa? Một vòi nè, hai vòi, ba vòi, chung cái thằng này nó nở hoa thôi ấy. Đỉnh. Đây, mấy cái vòi, mấy cái đợt trước của nó mọi người, một vòi, hai vòi, ba vòi, bốn vòi, năm vòi, nhìn cái vòi kinh khủng không? Rồi, cái hình Mỹ Dung số 7 này nó gồm hai dê mọi người nhé, hai dê. Đấy. Rồi hai dê này thì giá là 200 ngàn mọi người nhé, số 7. Rồi, đó là xong Mỹ Dung. Tiếp theo là em sang lan, địa lan hạt đỉnh nâu nha. Thì đợt này trong cái lúc mà tìm kiếm Thái Lan thì bà con cũng may mắn phát hiện ra được một cái lô địa lan hạt đỉnh nâu. Đây là một cái giống địa lan quý của rừng tum. Và em chia ra thành từng hình nha. Hoa này đẹp mọi người. Hoa kiểu nâu 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 mà mặt trước nâu, mặt sau trắng. Mà nó vòi, nó mỗi lần nó nở hoa, cái vòi nó phải dài cả mét luôn. Thằng này thì cái hoa nó là một cái loại hạt đỉnh nâu nở hoa vào tầm cả tháng 10 mọi người nha. Tháng 10, nên là mọi người thấy là giờ cái vòi hoa là đã hết rồi. Mọi người mua thì em sẽ cắt khúc ngang đây mọi người nha. Và các bác chị chỉ cần cái phần cũ dưới đây nè là trồng là được rồi nha. À, thì em sẽ cắt khúc ngang đây à, để gửi. Chứ không có để dài vậy đâu. Dài thì thứ nhất là nó yếu cây. Và thứ hai là nó cũng khó khăn trong quá trình đóng gói nữa. Mà cước nó cao nên là cứ cắt ngang đây gửi cho nó tiện nhất. À, rồi. Một hình dài thì giá là 170 mọi người nha. 170 hình một hình nè. Hình đây vậy nè. À, rồi 170 hình nha. Chứ đây hình đây cũng 170. Hình đây cũng 170, à, cứ 170 phân. Rồi em được mấy phân thôi. Nay bà con về được có nhiêu đây thôi mọi người. Tiếp theo nữa là hoàng thảo vạch đỏ mọi người nha. Hoàng thảo vạch đỏ hôm nay thì em có một cái phân giá 100 ngàn gồm 1 dê nè, 2 dê nè, 3 dê nè, 4 dê. Tổng cộng 4 dê cho anh em sưu tầm. Cái cây hoàng thảo vạch đỏ này hoa nó đẹp lắm mọi người. Hoa thằng này cái lưỡi hoa nó có những cái đường vạch giống như màu đỏ đỏ, đỏ như cái là đường mạch máu vậy. Nên chính vì vậy thì nó mới gọi tên là hoàng thảo vạch đỏ. Thằng này là của rừng tum mọi người nha. Rồi, giá 100 ngàn phân đây. Rồi, một phần rất lớn mọi người nha. Rồi, tiếp theo nữa là hạt vĩ. Hạt vĩ thì giá là 70 ngàn mọi người nha. 70 ngàn đây. Một cái khúc nguyên bản. Và anh em chị treo thôi. Dành cho bán chị nào chúng ta thích nguyên sơ nguyên bản từ rừng về. Hạt vĩ mùa này thì nó đang xuống lá và nó chuẩn bị ra hoa rồi mọi người. Rồi, một cái dê đây nha, nguyên sơ từ rừng luôn á, à, hàng trong rừng mọi người sao? Khô khan nhưng mà được cái cây nó rất khỏe, cái bụi nè. Bụi nó bám vào khúc cây rất chắc chắn. Giờ hạt vĩ này giá 70 ngàn thôi, anh em nào sưu tầm. À. Rồi tiếp theo là em sang combo nhé. Combo gồm ba cái loại lan rừng. Thứ nhất là kiều dệt nè, có khúc nguyên bản kiều dệt nè. Đấy, kiều dệt là cái thân nó dẹp dẹp nha. Thằng này là cái loại kiều quý nhất trong tất cả các loại lan kiều. Thứ hai là một cái dê cẩm báo mọi người nha. Báo cho anh em về ghép làm một chậu. Rồi. Thứ ba là hai cái dê kiều vuông mọi người nha. Kiều vuông của rừng tum. Rồi, tổng cộng 3 hình này thì giá là 180 ngàn. Tiếp theo nữa là trúc phật ba mọi người nha. Trúc phật ba thì em có hai cái hình. Thứ nhất là hình nguyên bản đây. À, chỉ có chút phần 3 của con tum mọi người mới được thấy là hàng nguyên bản nha. Chứ hàng Lào hay hàng Cam là không bao giờ các bác chị được thấy hàng nguyên bản đâu. Thằng này thì hoa nó nở dịp Tết, giờ đang xuống lá rồi nè. Đó, xuống rụng hết lá rồi, sắp tới là nhú nụ lên một loạt. Ngắm hoa đẹp lắm. Đây, và là lên đang nhú cả mầm, mầm gốc lên. Rồi, về nguyên bản số 1 này giá 200 mọi người nha. Rồi, tiếp theo là có một cái combo. Rất nhiều, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dê mọi người nha, 5 dê. Trúc phật ba rừng ngôn tum á, thằng này hàng rừng đắc côi hiếm lắm.
gọi là cái loại lan rừng mà hiếm nhất trong tất cả các loại lan hiện nay mà. Rồi, này combo này thì giá là 250 mọi người nhé, 250 5 dê luôn. À, cho anh em sưu tầm số lượng nhiều. Rồi thì tổng cộng hôm nay thì em đã quay xong cái lô lan rừng này, thì anh em có nhu cầu sưu tầm loại nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại của em để tiêu đề nha. Mọi người lưu ý là giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu, mọi người mua mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được mọi người nhé. Nay toàn hàng độc ha. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại cả nhà.